Tập 13. Đội phó Nishino, cô Tân Mang, sao anh lại ở nhà của tôi? Tôi đã chờ cô lâu rồi. Anh coi đó, bao nhiêu khách tới, vậy mà tôi không biết. Đúng là chăm sóc không được chu đáo. Nhưng mà mọi người tới phòng của phụ nữ cũng không nói trước thì có coi như là bất lịch sự hay không? Thật sự xin lỗi cô Tân Mang nha. Ở Tân Kinh tôi muốn đi đâu cũng được, không cần biết lịch sự hay là không lịch sự. Có chuyện gì? Đại Minh Tinh ai ai cũng biết, bị người ta nói mình là loạn đảng. Cô không nghĩ tôi nên tới sao? Loạn đảng? Nói tôi là loạn đảng? Tào Nhiếp ở đoạn phim của cô khai hết rồi. Không chỉ nói cô là loạn đảng mà còn nói cô cướp vàng của chúng tôi. Nực cười quá. Tôi cũng cảm thấy nực cười. Với thân phận của tôi sao cần số vàng đó? Vàng gì? Lấy vàng để làm gì? Cho nên tôi mới mời cô Tân Mang về để nói rõ chuyện này với tôi. Anh đừng có nóng vội. Đâu phải họ nói tôi thì nhất định phải là tôi đâu, phải không? Đây, uống ly trà đi. Tôi gọi một cuộc điện thoại, cô cứ tự nhiên. Thái quân, vào đi. Tôi không chạy, tôi thật sự không chạy. Đưa đi hết. Đi mau, nhìn lên. Mau đứng lên, đi mau. Alo. Sao lại là cô? Chị đó sao? Vật đổi sao dời. Bây giờ vận may của chị coi như là xài hết rồi. Kêu đội trưởng Matsumoto nghe điện thoại đi. Điện thoại của ai vậy? Không có chuyện quan trọng, nói là chút nữa sẽ gọi lại. Mời cô Tân Mang về đội hiến binh. Đi mau. Lên xe đi. Nhìn gì vậy? Tôi không nhìn gì hết. Lên đi. Cô lên. Trong lúc tôi tới Phụng Thiên Hợp, việc trong đội giao cho anh toàn quyền xử lý. Cảm ơn trưởng quan tin tưởng. Chỗ này có tôi, ngài cứ yên tâm. Nhưng mà nếu như có chuyện gì quan trọng, anh vẫn phải gọi điện báo cho tôi một tiếng. Dạ. Cô Mỹ Giao, nhờ cậy cô tiến trưởng quan ra ga tàu giúp tôi. Xin anh Nishino cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa tới an toàn. Toàn quyền xử lý là cần báo qua điện thoại. Đúng là tên quan liêu đáng giết. Hắn không còn đắc ý lâu nữa đâu. Quan hệ của hắn và Tân Mang mập mờ. Tôi đã gửi tài liệu lên bộ tư lệnh hiến binh rồi. Nhưng mà lỡ như Matsumoto biết, chắc chắn sẽ trả thù đó. Nên trong vòng 3 ngày phải chứng thực quan hệ của loạn đảng và Tân Mang, để cô ta không thể vô can. Nè nè, đừng chơi nữa, đừng chơi nữa. Đi đi, về nhà hết đi. Về nhà đi. Ôi, ông điên kìa. Nào, đi thôi. Cha, vào đi. Cha, cha ngồi xuống. Chờ một chút, không được cưa quậy. Ê,
cha, cha đi với con một chuyến. Đi đi đi. Đi đâu vậy chứ? Đi rồi biết. Anh Cửu, vội vội vàng vàng đi đâu đó? Ông già điên chưa ăn cơm nên đói. Tôi đi mua đồ ăn cho ông ấy. Anh cũng chưa ăn phải không? Tôi mua cho anh nha. Mời anh bữa cơm. Đứng yên đó. Biết điều đi. Nếu không tôi cho ốc của cậu thành bánh canh đó. Đi. Đi đâu? Đội hiến binh. Đừng mà, anh Cửu. Anh làm như vậy là kêu tôi đi nộp mạng đó. Cho cậu con đường sống. Được rồi, vậy coi cậu lấy cái gì đổi. Anh Cửu, anh tự xem căn nhà này đi. Thích gì thì anh cứ lấy. Tưởng tôi thu phế liệu sao? Vậy thì anh muốn cái gì? Thỏi vàng đó. Vàng gì chứ? Giả ngu với tôi sao? Anh Cửu, tôi mà có vàng thật thì còn ở đây làm gì? Tiểu Tâm Giang, tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nè tiểu tử, xem phi tiêu của ta. Cha, cha làm gì vậy? Có thể ngưng được không? Cha, cha chém chết hắn. Lão già, hôm nay tôi phải bắn chết ông. Tránh ra coi. Anh Cửu, đừng mà. Tôi cho anh thỏi vàng. Tôi cho anh thỏi vàng. Kẻ tham gia cướp vàng có Trang Nhất Sơn, viết kịch bản Trương, sản xuất phim Dương, Tiểu Tam Giang. Người lên kế hoạch là Tân Mang. Người khai Tào Nhiếp. Đây chính là khẩu cung của hắn. Không muốn coi không? Không cần đâu. Tôi không phải là loạn đảng. Tôi là dân lành. Điều này đội trưởng Matsumoto rõ nhất. Được rồi, khoan vội giải thích. Ôm lại chuyện cũ với Tào Nhiếp trước đi. Nào, ngồi xuống từ từ ngắm. Ngắm cho kỹ vào. Tại sao lại không dám nhìn chứ? Tuyệt vời như vậy, tại sao lại không dám nhìn? Anh quay phim đại tài của chúng ta, vất vả bán mạng cho cô ta. Còn cô ta thì sao đây? Nishino, mày không cần giết tao, tao sẽ giết chết mày. Qua đây. Anh Cửu, nói trước, tôi đưa vàng rồi, anh phải thả chúng tôi đi. Tôi nói cậu biết, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cầm vàng là cầm quá miệng đó. Vào tay của người Nhật, hai người không ai sống được đâu. Đi đi, nhanh lên, đi. Sao rồi? Hay không? Đánh mạnh lên. Hay không? Mau đi thôi cha. Anh Cửu, chuyện này là sao đây? Chuyện này là cậu đã bị bắt rồi. Họ sẽ giải cậu tới đội hiến binh. Sao vừa rồi anh nói là thả chúng tôi? Thì phải rồi. Mình nói với nhau. Tôi thả cậu, nhưng mà họ không thả thì tôi hết cách. Tôi hiểu rồi. Cửu ca, anh làm vậy là ác độc vô cùng đó, anh biết không? Người anh em, không phải là anh Cửu đây không giữ uy tín, có đúng không? Người Nhật chú ý cậu lâu rồi đó. Tôi dám thả cậu hả? Không dám. Thả cậu thì có ích gì? Không ích gì. Tân Kinh là Tân Kinh của người Nhật, Mãn Châu là Mãn Châu của người Nhật. Thả ra cậu có chạy được đâu. Tôi mặc kệ Mãn Châu là của ai. Tôi chỉ biết thở dài là của tôi. Trả cho tôi. Cậu đã vào đó rồi cần nói làm gì? Tôi vào đó cũng không cho anh lời. Tôi sẽ nói với người Nhật là anh tự ý tịch thu vàng của tôi. Cậu nói với người Nhật. Vậy cha cậu phải làm sao? Được. Anh thích đức lắm. Vậy thì đúng rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chờ một chút. Tôi phải gửi cha của tôi cho hàng xóm. Thế Quân, chờ một chút. Chờ một chút. Chị, chăm sóc cha giúp em. Cảm ơn chị. Nè, con đi đâu vậy? Con đi với họ một chuyến. Vậy cha đi với con. Cha đi làm gì chứ? Con đi một chút con về.
Cha và chị ở nhà chờ con nha. Con lừa cha. Họ muốn bắt con đi phải không? Nói với con, trộm đồ người ta đã không hay rồi mà. Bây giờ gặp chuyện rồi đó. Phải phải. Thực ra không có chuyện gì to tát. Con đi nộp, sau đó con sẽ về. Cha và chị chờ con nha. Nhớ đó. Không được gây chuyện cho chị biết không? Em đi đây. Nhớ về sớm đó. Đi mau. Vào đi. Anh Cửu, anh nói phải giữ lời đó. Nói thừa cái gì vậy? Ở yên đây đi. Anh mà không giữ lời, có bật dậy khỏi mồ thì tôi cũng không tha cho anh đâu. Im miệng. Anh Cửu, xin dừng bước. Cô Tân Mang, có chuyện gì? Tôi có một chuyện muốn nhờ anh Cửu giúp. Cô nói đi. Chuyện Nishino bắt tôi, đội trưởng Matsumoto có biết không? Chuyện này tôi không rõ. Tôi chỉ biết là ngày ấy tới Phụng Thiên họp rồi. Ngày ấy đi Phụng Thiên sao? Bao giờ về? Người ta là quan lớn, sao tôi biết được chứ? Cô Tân Mang, không có chuyện gì, tôi đi trước. Anh Cửu, anh giúp tôi điện thoại cho đội trưởng Matsumoto, nói với ngài ấy tình hình của tôi. Cô Tân Mang, chuyện này tôi không biết cách liên lạc với ngài ấy. Ở Phụng Thiên lận xa xôi lắm. Với lại nơi cô trưởng quan, sao để tôi biết được chứ? Không sao, vì có thành hay không không quan trọng. Tôi sẽ không trách anh đâu. Chỉ cần anh giúp tôi đi là được rồi. Trong số tài liệu này, ngoài Tiểu Tâm Giang và Đạo Diễn Trang ra, tài liệu của những người khác đều không đầy đủ. Xem ra công tác bảo mật của chúng làm rất tốt, điều tra rất mất sức. Người trong ảnh này là ai đây? Tấm ảnh này là do Lý Mỹ Giao đưa tôi. Vào đi. Trưởng quan đi rồi, chờ hắn về, cái đón hắn sẽ là một hình tượng khác. Người trong ảnh có quan hệ gì với Đạo Diễn Trang? Đó là vợ con của anh ta. Người của anh ta vẫn rất quan tâm tới gia đình, luôn miệng nhắc tới vợ con. Tốt lắm. Anh Nishino, Tân Mang đó có bị xử tử hay không? Chuyện này cô không cần quan tâm. Cô chỉ cần làm tốt chuyện mà tôi giao. Mai này ngôi sao nổi tiếng Mãn Châu chắc chắn sẽ thuộc về cô. Sở cảnh sát Thuận Thiên Tân Kinh, trong suốt, lấp lánh, chất đá không tệ. Lấy tiền của người, giải hạn cho người. Không được, mình không thể ôm hết vào người. Nếu để Nishino biết là mình tìm Matsumoto, anh ta sẽ giết mình mất. Sống chết có số, phú quý do trời. Cô Tân Mang, xin lỗi cô nha. Đứng lại đó. Đêm hôm đi đâu vậy chứ? Thuận Tử, đi đi đi. Thuận Tử, cậu dẫn họ qua bên kia đi. Tôi tái phát trĩ nữa rồi, đi mua thuốc.
Đi, theo tôi. Ông chủ, thuốc của tôi cần chuẩn bị chưa? Rồi, theo tôi. Có tình báo gì mới? Masumoto đi Phụng Thiên họp rồi. Họp cái gì? Chưa biết. Trần Cửu Đức, anh nằm dùng lâu như vậy rồi, chỉ cho chúng tôi được vài tình báo có giá trị. Chúng tôi khó khăn lắm mới nâng đỡ anh vào được sở cảnh sát Tân Kinh, vậy mà anh lại gây quả lớn như vậy, suýt nữa là bị người Nhật xử chết rồi. Anh biết không, nếu không phải chị cấp trên ra mặt bảo vệ anh, thì hôm nay anh có ở đây nói chuyện với tôi không? Anh mà còn như vậy nữa, tôi sẽ báo lại với cấp trên, nói anh làm việc biến nhát tiêu cực qua loa còn hít. Đừng có nóng. Nishino có một hành động bí mật, lấy vàng trong ngân hàng Yamato làm mồi nhử, còn bắt về một người. Nghe nói kẻ này có liên hệ với người trên núi. 8 tấn vàng đó sao? Phải đó. Anh nói coi, nhóm người quay phim đều nghĩ cách để lấy số vàng đó. Anh làm ở sở cảnh sát lâu như vậy rồi, ngay cả mét vàng cũng không rời tới. Tôi phải cẩn thận chứ. Anh coi họ đi. Sau cùng vẫn bị Nishino bắt đó thôi. Vậy thì anh mau chóng tìm hiểu sâu tình hình đi. Có tin tức gì mới thì báo với tôi ngay. Đám người này dám ra tay ở ngân hàng, thì tôi nghĩ chắc chắn là có liên quan tới ngân hàng rồi. Đây là chuyện tốt đối với chúng ta. Mong là chúng ta lấy được gì đó từ chỗ của họ. Không thành vấn đề. Phải rồi. Lão Lý, kinh phí anh đưa tôi lần trước đã hết rồi. Nhanh vậy sao? Anh đã làm cái gì rồi? Tôi phải chi tiền để mà mua tình báo. Anh cũng biết mua tin từ người Nhật không dễ dàng đâu. Mấy ngày nay tôi đi họp ở Phụng Thiên cho nên không về. Nhà nhờ cho ông đó. Ông phải trông chừng kỹ Tiêu Tiêu cho tôi, không được để nó ra khỏi nhà họ Lê nửa bước. Lão gia, có tôi canh, cho dù tiểu thư có một cánh cũng không ra khỏi đây đâu. Lần thẩm vấn này một tên là trúng hai đích, kéo Masumoto xuống chỉ là một trong số đó, nhưng đó không phải là thứ mà tôi muốn. Vậy thì anh muốn gì? Còn nhớ điện báo đợt trước mình lấy được từ loạn đảng hay không? Nhớ. Tôi có hứng thú nhất là kẻ nhận điện báo. Chỉ cần bắt được hắn là mình có thể phá tan toàn bộ tổ chức ngầm của loạn đảng ở Mãn Châu. Bằng không, dù có diệt được băng nhóm của Tân Man thì vẫn sẽ có người khác. Nên Tanigawa nghĩ đủ mọi cách để hỏi cho bằng được kẻ liên lạc với chúng, từ miệng của bọn này. Nhưng mà thủ đoạn thẩm vấn của chúng ta hình như đều vô hiệu với bọn chúng. Một tên tạo nghiệp đã đủ làm chúng ta đau đầu. Cực hình gì cũng đã xài rồi mà vẫn không khai. Vậy thì tìm cách để chúng tự nói. Cách gì chứ? Điểm yếu lớn nhất của người Trung Quốc là gì? Không đoàn kết. Anh đó, ra đây. Nishino sắp thẩm vấn Tiểu Tam Giang, chứng tỏ điều gì? Thì là chứng tỏ người tiếp theo sẽ là chúng ta. Chứng tỏ anh sợ phải không? Nói thừa, anh nói gì có chút tác dụng được không? Lão Trương, anh phân tích tình hình bên trong đi. Anh nói đi. Nishino chỉ cần nói vài câu và uy hiếp là Tiểu Tam Giang sẽ khai ra hết. Còn lên cái này sao? Không phải, không phải. Tôi có chạy được đâu. Nhẹ nhàng thôi người anh em, nhẹ thôi.
Không phải chứ. Đội phó Nishino, anh bắt nhầm người rồi. Trước giờ tôi luôn bảo vệ thiên hoàng bệ hạ, tán đồng Nhật Mãn thân tình. Nguyện vọng lớn nhất của đời tôi là cưới vợ Nhật đó, sinh đứa con Nhật làm cha người Nhật. À không không không, tôi nói nhầm. Tôi không phải muốn làm cha của người Nhật đâu. Ý của tôi muốn nói, tôi muốn dùng hành động thực tế để mà bảo vệ quan hệ hảo hữu khó có được này của Nhật Mãn. Cô mau tránh ra cho tôi. Tiểu thư, xin cô đừng làm khó em nữa. Lão cha mà biết được thì ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, cô không được đi. Cô không được đi. Bỏ ra đi. Hai người tránh ra cho tôi. Cô đi vào phòng. Tiểu thư, cô mà tiến lên một bước là tôi, là tôi sẽ tự đánh mình đó. Biết ngay là bà không xuống tay được mà. Tiểu thư, xin cô đó, tránh ra, tránh ra. Đại tiểu thư của tôi, cô ở yên trong nhà đi được không? Cô mà đi ra ngoài rồi, bỏ ra đi, lão cha sẽ lấy mạng chúng tôi mất. Ông bỏ ra cho tôi, bỏ ra cho tôi. Không bỏ được đâu tiểu thư, cô không được đi. Được rồi, hai người bỏ ra đi. Tôi đi vào, vào là được rồi, vào là được rồi. Đại tiểu thư của tôi, cô không có được đùa giỡn như vậy đâu. Trò đùa này là chết người đó. Không được như vậy. Được rồi, biết rồi, bỏ ra giùm đi. Phiền phức quá. Được rồi, được rồi, vào rồi, vào rồi. Thật là may quá. Đóng cửa lại đi. Hù chết tôi rồi, thiệt tình. Đội phó Nishino, đội phó Nishino, tên khốn, đồ con rùa. Đội phó Nishino, gia đình đang yên đang lành, cha lấy nó ra làm gì? Tôi tìm con trai tôi. Cha tìm nó làm gì chứ? Tối là nó về thôi. Nó nói với cô sao? Khi nãy nó có nói với cha quên rồi sao? Lời của nó mà cô cũng tin sao? Không lẽ là con lại không tin? Cha ở nhà đi, con tìm cho cha. Cô cứ ở nhà đi, tôi đi tìm nó. Cha đừng có tìm nữa, con đi tìm. Cô không tìm được nó đâu. Vậy cha tìm được sao? Tất nhiên tôi tìm được. Cha tìm được gì chứ? Nghe con nói đi. Cha muốn ở nhà ăn giò hầm tương hay là muốn tìm con trai của cha? Cha tự nghĩ đi. Cô tưởng là tôi ngốc chắc? Tất nhiên là ăn giò hầm tương rồi. Vậy là xong rồi. Cha cứ ở nhà đi, con đi mua giò hầm tương cho cha. Cha cứ ngồi yên đó, không được chạy lung tung. Được rồi. Tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi. Tiểu thư chạy mất rồi. Tiểu thư à, cô mau quay về đi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư à, cô đừng chạy nữa. Gia đi, giờ hầm tương đã về rồi đây. Cha ăn đi cho nóng. Cha điên, cha điên, cha điên. Tiếp theo là thời gian cho phóng viên đặt câu hỏi. Các bạn phóng viên hỏi, nữ chính của chúng tôi, cô Lý Mỹ Giao sẽ kiên nhẫn trả lời. Mời. Tại sao phim quay được một nửa tự dưng lại đổi nữ chính thành cô Lý Mỹ Giao? Vai diễn tốt nhất tất nhiên phải dùng diễn viên giỏi nhất. Chuyện này đâu có gì là lạ đâu.
Có lời đồn sẽ chỉ cô Lý Mỹ Giao cướp được vai nữ chính của cô Tân Mang là do có mối quan hệ không bình thường với cấp trên. Là vậy sao? Đây là tin dịch. Chẳng lẽ các người không biết động não hay sao? Cô Tân Mang là ngôi sao đang nổi nhất mảng ánh, mấy ngày nay không thấy xuất hiện, đang quay phim gì mới hay sao? Anh tới đội hiến binh hỏi cô ấy. Tại sao phải tới đội hiến binh? Phải đó. Cô Lý Mỹ Giao, cô giải thích đi. Chuyện này là sao? Cô nhìn nhận chuyện này như thế nào? Được rồi, được rồi, được rồi. Họp báo kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người về cho. Cô Lý Mỹ Giao, cô nói vài lời đi. Tại sao lại như vậy? Được rồi, đừng làm ồn nữa. Được rồi mà, sao lại tới đội hiến binh? Đám phóng viên này đúng là quá đáng. Rõ ràng nữ chính là tôi. Tại sao cứ hỏi Tân Mang chứ? Có gì ghê gớm đâu. Phóng viên, ai nổi thì nhầm vào người đó thôi, có gì đâu. Ý anh là sao? Khinh thường tôi không nổi bằng Tân Mang sao? Không có. Nhưng mà người ta nổi tiếng cũng là sự thật. Nổi tới mấy cũng có ích gì đâu. Vẫn phải ngoan ngoãn ngồi tù đó thôi. Cũng đúng. Tôi cần gì phải giận dỗi vì một người sắp chết như vậy chứ? Chị Như Hoa, sao chị lại ngồi đây? Họ đâu rồi? Gia Điên lạc mất rồi. Lạc mất? Sao lại lạc mất? Tôi đi mua giò hầm tương cho mấy, mua giò về thì người chạy đi mất. Cô nói coi tôi phải làm sao ăn nói với lời trăn trối cuối cùng của Tâm Nhi kia chứ. Chị nói sao? Lời trăn trối cuối cùng. Tiểu Tâm Giang bị làm sao? Tâm Nhi bị người Nhật và anh Cửu bắt đi rồi. Anh Cửu nói Tâm Nhi sẽ không về nữa đâu. Ra đây. Tôi sao? Phải, là anh đó. Không, tại sao lại là tôi? Càng đảm lên đi. Chết thôi mà. Anh đưa tôi đi đâu? Anh Trương với kịch bản, cứu tôi với. Anh Trương với kịch bản, cứu tôi với. Cứu tôi với. Tại sao lại là tôi chứ? Cứu tôi với. Vất vả rồi. Không phải chứ. Anh nói vậy là sao? Ngồi trên ghế cọp lâu như vậy. Thật sự xin lỗi. Có sao đâu chứ. Nhưng mà anh không muốn hỏi tôi cái gì sao? Không có thật mà. Cứ về nghỉ ngơi đi. Lo nghỉ ngơi đi. Vậy tôi đi trước nha. Đạo diễn Trang, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao cũng bắt anh chứ? Tôi cũng đâu có biết. Anh thấy đạo diễn Trang không? Có thấy, ở phòng thẩm vấn. Tôi ra là nấy vừa vào. Nishino đã hỏi gì anh? Đạo diễn Trang, tôi thật sự rất thích kết bạn. Anh thích không? Thích. Vậy anh thích làm bạn với tôi hay không? Được làm bạn với anh là phúc mà ông bà tôi để lại cho tôi đó. Anh nói vậy làm cho tôi rất vui. Nhưng mà tôi chỉ thích làm bạn với những người thành thật mà thôi. Anh nghĩ mình đủ thật lòng hay không? Tôi chưa bao giờ nói dối. Chỉ nói thôi thì vô ích. Hay là chúng ta chơi một trò chơi? Trò chơi tên là làm sao để kiếm được người bạn thành thật. Luật rất đơn giản. Tôi hỏi anh trả lời. Nếu như tất cả những câu trả lời của anh đều là thành thật thì anh sẽ được qua ải. Không những là anh được làm bạn với tôi mà còn có thể rời khỏi nơi tồi tệ này. Có thật không vậy? Giống như anh, tôi chưa bao giờ nói dối. Làm sao để kiếm được một người bạn thành thật đây? Giờ bắt đầu nha.
Ishino đã hỏi chị anh, không hỏi gì hết. Xảo quá đi, vào lâu như vậy rồi sao lại không hỏi gì hết? Hắn không hỏi thật mà, ngủ thiếp đi lại còn ngáy to nữa chứ. Xạo quá đi. Câu đầu tiên, anh tên là gì? Trang Nhất Sơn, nghề nghiệp đạo diễn của Mãn Châu Ánh Hòa. Quê ở đâu? Ở Cáp Nhĩ Tân. Tốt lắm, có thể nói cụ thể hơn không? Thôn Hà Gia Sông, thành Cáp Nhĩ Tân. Ở nhà còn ai nữa không? Không. Đừng có nói nhảm. Nói nhảm thì cũng là sự thật mà. Hắn ngủ mất không hỏi gì hết. Anh tin không? Tại sao hắn lại như vậy chứ? Chuyện này cũng đơn giản thôi. Đầu của hắn bị lừa đá lũ một lỗ, cho nên não bị uống nước. Anh đã kết hôn chưa? Vẫn chưa. Tôi nghiên cứu suốt người phụ nữ này và còn đứa nhỏ này nữa. Ở trong tấm hình này không biết là ai. Đừng nói anh không quen họ nha. Chuyện này anh không thành thật gì hết. Sao tấm ảnh này có trong tay của anh? Đừng nói là ảnh. Tôi biết tất cả về anh. Anh không hề thành thật. Về mặt này thì anh nên học hỏi Tiểu Tam Giang đi. Vợ tôi, còn con tôi đây. Người thành thật sẽ được xá miễn. Đạo diễn Trang, chỉ cần anh thừa nhận thân phận loạn đảng, khai tất cả kế hoạch của các người, tố cáo Tân Mang, là anh có thể về nhà với vợ con anh rồi. Đừng có vội, suy nghĩ cho kỹ đi. Vợ đẹp lắm, vợ con cũng rất đáng yêu. Sự thành thật của anh quyết định sự sống chết của họ đó. Tôi... Ishino ngủ với anh sao? Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi đó. Tiểu Tam Giang, cái đồ thất đức, tao sẽ giết chết mày. Tránh ra đi. Anh làm cái gì vậy? Tao đánh chết mày, đánh chết mày. Sao vậy? Tự dưng lại đánh người anh điên sao? Tao sẽ giết mày. Tại sao lại đánh tôi chứ? Hôm nay tao phải giết chết mày. Anh giết tôi, có bản lĩnh đó hay không mà đòi giết? Tránh ra cho tôi. Ồn ào cái gì vậy? Có giỏi nhầm vào người Nhật đi. Ở đây đấu đá cái gì chứ? Mọi người thấy rồi đó, anh ta ra tay trước. Anh dựa vào đâu chứ? Tao dựa vào đâu? Rồi phản bội. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Làm cái gì vậy? Ai phản bội chứ? Là mày đó. Rốt cuộc thì Tiểu Tâm Giang làm sao? Làm sao? Hắn bắn đứng tôi. Tôi bán cái gì của anh chứ? Bán được bao nhiêu tiền? Mày lại còn nói thách tao sao? Đừng nói nữa, cứ để anh ta nói đi đã. Tao nói cho mày biết, Ishino đã biết hết chuyện của tao rồi. Mấy chuyện đó của anh, ai mà không biết gì chứ? Nghe ngóng một chút là biết thôi, được không? Người bị thẩm vấn chỉ có mình anh, tôi, Tân Mang và Tào Nhiếp. Tào Nhiếp, Tân Mang không nói, tôi tự nói sao? Phải, hai người họ không thể. Hai người họ không nói thì tôi làm sao mà nói? Đầu của anh bị lừa đá sao? Ishino không biết tìm người khác để hỏi sao? Hôm nay tôi phải xử anh. Nè nè, bình tĩnh đi. Tôi hỏi anh một câu. Ảnh của tôi sao lại rơi vào tay của Ishino? Ảnh là sao chứ? Mọi người không biết đâu. Ảnh của vợ con tôi. Tiểu Tâm Giang, tôi chỉ cho mình anh xem thôi đúng không? Đúng là tôi xem ảnh của anh. Vậy thì chứng minh điều gì? Cũng không thể nói là anh đã làm rơi vô tình bị người khác nhặt được. Ý của anh là có người nhặt được ảnh đưa cho Ishino? Chắc chắn không thể rồi. Lão Trương, tôi chưa nói xong. Anh nói đi. Vừa rồi tôi vào cửa phòng thẩm vấn, lúc cửa vừa mở ra, anh biết tôi thấy gì không? Anh thấy gì? Ishino ôm Tiểu Tam Giang nói, người anh em đã để anh thiệt thòi rồi. Anh mà không nói ra, Ishino có làm gì không? Chuyện này tôi nói với hai người bọn họ rồi. Ishino là đồ thần kinh. Mọi người đợi đã. Anh nghe thấy lúc nào? Khi cửa phòng mở ra. Tiểu Tam Giang, chúng tôi rất tin tưởng anh, nhưng mà có những chuyện không thể giải thích nổi đâu. Con người của Ishino tại sao lại ngủ lúc thẩm vấn anh kia chứ? Tôi không tin. Được rồi. Các người cứ nghi ngờ tôi đi. Tôi nói cho anh hay, từ lúc mà tôi tới là các người chưa từng tin tưởng tôi.
Nói cho anh nghe Đạo Diễn Trang, tôi biết là anh bị làm sao rồi. Anh thấy tôi thích Tân Mang, rồi anh cũng thích. Anh mang lòng đố kỵ, cho nên anh đổ tội cho tôi. Anh thần kinh đó phải không? Ai thích Tân Mang chứ? Ai là đồ thần kinh? Tôi nói cho anh biết, chúng ta không phải người chung đường. Tôi chỉ là tên du côn ngoài đường ngoài phố. Nè anh Dương, anh nói vài câu đi được không? Không sai, anh là tên du côn ngoại phố. Bao lâu nay chúng tôi mới phát hiện ra anh là gian tế. Để có được Tân Mang, anh đã nói gì với người Nhật? Anh bảo chúng tôi là loạn đảng, anh hèn hạ lắm. Cô mới nghe lén. Tiểu Tâm Giang, quá ra mày là tên phản bội. Tôi đánh chết mày, đánh chết mày, tôi đánh chết mày, đánh chết mày. Tiểu Tâm Giang, mày là tên khốn kiếp. Tiểu Tâm Giang, tiền bối, hay là anh về văn phòng nghỉ ngơi trước đi. Chỗ này cứ giao lại cho tôi. Có tin gì thì báo cho tôi nghe. Dạ. Đừng có lắm lời nữa, đi đi. Mau lên. Ta khinh cái đồ hán vàng khốn kiếp. Nói cái gì vậy? Chán sống rồi sao Thuận Tử? Giận dỗi cái gì mấy đứa nhóc con? Biết thân biết phận đi. Nếu không ông đây bầm cậu ra đó. Đi đi. Đi. Thuận Tử. Anh Cửu, lát nữa tôi về trước, có chút việc. Chuyện ở đây cậu xử lý đi. Được. Tôi xử lý sao? Tôi lôi chúng vào tù hả? Tôi còn thấy chuyện chưa đúng nhiều sao? Làm theo luật cũ, đưa tới đội hiến binh giao cho người Nhật xử lý đi. Được rồi, tôi về trước đây. Anh đi thông thả. Đứng lại đó. Tôi rất thân với người Nhật. Tôi là con gái của tổng giám đốc Lê. Tôi tên là Lê Tiêu Tiêu. Anh cho tôi vào đi. Đi. Tôi vào một chút thôi. Đi đi. Đừng có vậy mà. Tôi đi đi. Chuyện là chúng tôi bắt được mấy tên tội phạm tư tưởng, đưa tới cho mọi người theo quy định. Được, đưa vào đi. Thuận Tử, nào nào, qua đây. Mở cửa. Thuận Tử, gặp được anh là tốt rồi. Lê Tiểu Thư, sao cô lại ở đây? Tiểu Tâm Giang đã bị người Nhật bắt đi rồi. Tôi muốn vào xem thử, nhưng mà họ không cho. Thuận Tử, anh có cách mà phải không? Anh đưa tôi vào đi. Không được đâu. Tôi nào dám chứ Lê Đại Tiểu Thư. Tôi khuyên cô đó, đừng dính vào chuyện này. Để người Nhật bắt, không phải phần tử loạn đảng thì là phần tử phản động. Tốt nhất cô đừng dính dáng tới đám người này. Loạn đảng? Tôi là loạn đảng. Anh bắt tôi đi, bắt tôi đi mà. Cô mặc bộ đồ này, nói mình là loạn đảng sao? Ai mà tin? Thuận Tử, anh thấy như vậy có được không? Mấy cái này tôi cho anh hết đó. Tôi ra ngoài vội quá, không đem theo cái gì cả. Tôi cho anh hết nha. Anh nhìn tôi đã giống loạn đảng hay chưa? Loạn đảng. Chính xác là loạn đảng. Nào lên xe đi. Được rồi, đi đi đi. Đập chết mày. Tao đập chết mày. Cho mày làm đồ phản bội. Tao đập chết mày. Chết tôi rồi. Nè Tiểu Tâm Giang, mày là tên khốn kiếp. Cho mày chết. Cho mày chết. Thôi thảm quá đi. Cho mày chết. Mày là đồ phản bội. Thảm quá. Tôi sắp chết rồi. Đánh mày. Tao đánh chết mày. Viết kịch bản chương. Viết kịch bản chương. Được rồi, nghỉ một chút đi. Đánh chết mày. Xuống xe, mau lên. Nhanh lên đi. Vào đây rồi thì biết điều một chút. Vào đi. Đi đi đi, nhanh lên. Đi đi. Làm cái gì vậy, nhanh lên. Lê Tiểu Thư, Tiểu Tâm Giang ở trong đó đó. Cô từ từ mà tìm. Tôi không vào với cô đâu. Được rồi, cô nhớ cho kỹ, đừng nán lại quá lâu đó. Nhìn cái thôi là được rồi. Du côn ngoài đường cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình chứ. Tân Mai là nữ thần của tôi. Tôi thích cô ấy mà. Tôi sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì cô ấy. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không tới lượt anh. Anh không thấy mình xấu sao? Anh không coi lại cái nét của anh đi. Đi đi. Tiểu Tâm Giang. Tiểu Tâm Giang. Tiểu Tâm Giang.
Tiểu Tâm Giang, im miệng, đừng nói chuyện. Tôi sao lại có giọng con gái? Chắc là chúng biết rồi. Biết rồi, không thể nào. Lúc tôi vào đâu có ai biết đâu. Yên tâm đi, qua nhà giam xem thử. Rõ. Vậy sao cô tới đây? Ai cũng nói là anh bị bắt, còn nói là muốn bắn chết anh. Anh nói coi, tôi không sốt ruột làm sao được. Vết thương trên mặt của anh không sao chứ? Đi mau, đi mau đi. Mau đi đi, có người tới. Đi đâu? Đi trước đi. Được được được. Đứng lại đó. Không được chạy. Đứng lại đó.